xã Lương Phú, huyện Dòng Trôm phát đi thông báo khẩn tìm người liên quan đến ca COVID-19. Thì căn cứ vào kết quả PCR đối với bà NTDT, hộ khẩu tại ấp Xẻo Sâu, xã Lương Phú, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre, Ủy ban nhân dân xã Lương Phú có thành lập tổ khai báo y tế tại trạm y tế xã Lương Phú. Ủy ban nhân dân xã Lương Phú thông báo những ai có tiếp xúc với bà NTDT vào khoảng thời gian từ ngày 9 tháng 8 đến nay chưa khai báo y tế thì hãy liên hệ ngay đến tổ khai báo y tế tại trạm y tế để được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Thì lịch trình di chuyển của bà NTDT như sau. Sáng ngày 10 tháng 8 là có tiếp xúc với lực lượng chốt ấp 2 xã Lương Phú, ghé nhà thuốc Thống Nhất Lý Nhã gần cầu Bà Mụ rồi về nhà. Chiều ngày 10 tháng 8 tiếp xúc tại chốt ấp 5 xã Lương Phú rồi về nhà. Ngày 11 tháng 8 sáng đi làm, ghé cửa hàng Nhật Quy, phường An Hội. Chiều về tiếp xúc tại chốt ấp 2 xã Lương Phú rồi về nhà. Ngày 12 tháng 8 sáng 6 giờ rưỡi ghé tiệm tạp hóa chị Dung, ấp Long Ngại, ghé nhà mẹ chồng là bà Nguyễn Thị Lâm, ấp Lương Phú, tiếp xúc với lực lượng chốt ấp 5 đến bệnh viện Trần Văn An. Chiều về tiếp xúc với lực lượng chốt ấp 2 rồi về nhà. Ngày 13 tháng 8 sáng đi làm, ghé chợ Thuận Điền mua thịt heo, đến bến xe Hoàng Khải. Buổi chiều tiếp xúc với lực lượng chốt ấp 2 xã Lương Phú rồi về nhà. Ngày 14 tháng 8 sáng đi làm, tiếp xúc với lực lượng chốt ấp 2 xã Lương Phú, đến gần vùng Binh Mũ, thành phố Bến Tre, xe hư, chú đi đường nhờ chở đi sửa. Lực lượng ngay vùng Binh Mũ chở chiếc xe hư về phòng cháy chữa cháy của tỉnh để gửi. Tiếp xúc với anh chạy xe không biết tên, hai anh dân quân trực đến phòng cháy chữa cháy tỉnh thì tiếp xúc với anh trực bảo vệ. Ngày 15 tháng 8 sáng 7 giờ 15 phút đi đến bệnh viện Trần Văn An, trưa 11 giờ rưỡi tiếp xúc với lực lượng chốt ấp 5 xã Lương Phú và về nhà ấp 2 xã Lương Phú. Chiều 14 giờ đi đến bệnh viện Trần Văn An, đến 5 giờ rưỡi chiều ghé nhà chị Tú, hẻm Hồng Thúy, tổ dân tự quản số 10, phường 6, ghé Cô Hoa, phường 7, đối diện vùng Binh Mũ, ghé mua rau gần cầu Bến Tre 2, tiếp xúc khoảng 10 phút, về tới Thuận Điền mua giá và mua thuốc tây và tiếp xúc với cô Lan ấp 1 xã Thuận Điền. Về nhà tiếp xúc với ba người ở đối diện nhà, chị Mai, ông Mỹ và tiệm bánh Anh Nhân ấp 2 xã Lương Phú. Thì ngày 16 tháng 8 thì tiếp xúc với lực lượng chống ấp 2 xã Lương Phú và đến bệnh viện Trần Văn An. Vì sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, mọi người dân có đến địa điểm nêu trên và có tiếp xúc với các thành viên trong gia đình của bà NTDT hãy khai báo trung thực để được tư vấn.